Kính chào quý bà con và quý khán giả đang theo dõi chương trình Thông Đồng Cùng Cô Tê Va. Chương trình này với mục đích là cung cấp đến quý bà con và quý vị khán giả những thông tin cập nhật liên quan đến dự báo thời tiết cũng như là tình hình giá cả các mặt hàng nông sản trên thị trường thông qua chuyên mục Nhà Nông Cần Biết. Và cũng trong chương trình này thì chúng tôi muốn mang đến cho quý bà con cũng như là quý vị khán giả những câu chuyện chia sẻ của bà con trên khắp mọi miền đất nước thông qua chuyên mục Câu Chuyện Nhà Nông với chương trình Thông Đồng Cùng Cô Tê Va được phát định kỳ trên trang Facebook fanpage Cô Tê Va Agrison Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này sẽ là một cái kênh thông tin bổ ích giúp cho bà con nông dân cũng như là quý vị khán giả chúng ta có thể nắm được những thông tin bổ ích cũng như là những cái giải pháp trên đồng ruộng của mình để làm sao chúng ta canh tác ngày càng hiệu quả hơn. Và xin mời quý bà con cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình Thăm Đồng Cùng Cô Tê Va trong ngày hôm nay nhé. Kính thưa quý bà con và quý khán giả đang xem chương trình Thăm Đồng Cùng Cô Tê Va, trong chuyên mục Nhà Nông Cần Biết ngày hôm nay, chúng tôi xin được cung cấp đến quý bà con và quý khán giả về thông tin dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên từ ngày 25 tháng 9, khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông và cục bộ có mưa. Mưa dông tập trung vào buổi chiều và tối. Với tình hình thời tiết như trên, quý bà con cần lưu ý trên đồng ruộng của mình. Đó là điều kiện để cho nấm bệnh đậu ôn, lem lép và đốm vàng phát triển. Ngoài yếu tố thời tiết, bệnh thường xuất hiện trên những ruộng mà bà con mình vốn thừa phân đạm, sử dụng giống nhiễm và xạ dày. Kính thưa quý bà con và quý khán giả, chúng tôi xin được cập nhật giá lúa tươi hiện tại đang được các thương lái thu mua tại ruộng ở tỉnh Kiên Giang. Đối với các giống OM5451 dao động từ 5.100 đến 5.200 đồng một ký. Đối với đài thơm 8 dao động từ 5.500 đến 5.600 đồng một ký. Đối với giống OM18 dao động từ 5.300 đến 5.400 đồng một ký. Đối với giống IEG50404 dao động từ 4.500 đến 4.600 đồng một ký. Đối với giống DS1 dao động từ 4.800 đến 5.000 một ký. Trong chuyên mục Câu Chuyện Nhà Nông, chúng tôi sẽ tập trung chia sẻ những cái câu chuyện thực tế của quý bà con nông dân canh tác ở ngoài đồng ruộng. Có những cái trở ngại, có những cái thách thức khó khăn mà bà con đang gặp phải. Và bà con thông qua cái chương trình Thăm Đồng Cùng Cô Tê Va, bà con đã gửi những câu hỏi, những cái ý kiến chia sẻ của mình về cho chương trình thông qua fanpage của Cô Tê Va cũng như là kênh Zalo hoặc là thông qua các anh em thị trường của Cô Tê Va để mà gửi những câu chuyện của mình về cho chương trình để nghe được những chia sẻ, những giải đáp từ các cái kỹ sư, từ các chuyên gia của công ty Coteva. Thì chương trình Thăm Đồng của Coteva cũng đã có kết nối cùng với kỹ sư Trần Quỳnh Long, hiện tại đang là trưởng vùng Coteva tại tỉnh Kiên Giang. Thì anh Trần Quỳnh Long sẽ có những giải đáp cụ thể cho từng cái câu chuyện của quý bà con đã gửi về cho chương trình Thăm Đồng cùng Coteva. Sau đây chúng ta sẽ đến với quý bà con đầu tiên. Đó là anh Võ Thanh Hồ đến từ Hòn Đất của Kiên Giang. Sau đây thì xin mời quý bà con chúng ta cùng nghe câu chuyện của anh Hồ là gì nha. Tên Võ Thanh Hồ, ngụ ấp Sơn Thái, xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Mùa vụ năm nay tôi có xạ cái giống DS1. Cái cử chỗ là sẹt á, tôi có xịt cái Uprot. Cái chỗ đều này tôi thì dự định tính xịt lại cái Uprot đó, nhưng mà mưa bão nhiều quá, xin hỏi công ty tôi có cần cộng thêm thuốc gì nữa không, hay là chỉ xịt thuốc Uprot thôi? Cảm ơn anh Hồ. Thì qua cái phần chia sẻ của anh Hồ thì chúng ta thấy là anh Hồ cũng đang có những cái thực tế ngoài đồng ruộng anh phản ánh qua câu chuyện của mình. Thì sau đây xin mời anh Trần Quỳnh Long sẽ chia sẻ và giải đáp cho anh Hồ cũng như là quý bà con đang xem chương trình Thăm Đồng của Cô Tê Va. Rất là cảm ơn bà con nông dân là anh Võ Thành Hồ đã có cái câu hỏi gửi về cho công ty Cô Tê Va. Thì như bà con biết đó,
đối với công ty Corteva, cái sản phẩm Abroad là một cái sản phẩm chuyên về cái như là bệnh lên lớp hạt trên cây lúa. Thì chúng ta thấy rằng là anh Hồ đã phun cái một cái đợt Abroad ở vào cái giai đoạn trước chỗ rồi. Bây giờ có vẻ như cái ruộng, cái DS của anh Hồ là đang là rất là đẹp đây. Và anh Hồ có hỏi cụ thể là trong cái đợt mà cử chỗ đều đó, với cái điều kiện thời tiết mưa bão như thế này thì chúng ta có nên cộng thêm cái thuốc khác hay không. Thì kính thưa anh Hồ và bà con nông dân, thì cái thời tiết nó đang bị mưa rất là nhiều, bị ảnh hưởng bởi những cái cơn mưa mà đa phần là những cái cơn mưa nặng hạt và thời tiết rất là âm u. Thì đây chính là những cái điều kiện mà nó tạo cho cái bệnh lem lép hạt nè, bệnh dằn, cũng như là bệnh đậu ôn lá và đôn cổ bông, nó tấn công mạnh trên các cái trà lúa mà từ giai đoạn đổ chín về sau. Do đó đó, để quản lý tốt được cái bệnh các cái bệnh hại này thì bà con nên lưu ý là chúng ta cần phải xử lý một cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà cho nó hiệu quả và nó có cái tính lưu dẫn, để làm sao cho cái lúa chúng ta được bảo vệ từ cái giai đoạn trổ đến cái giai đoạn chín mà nó không có phải bị ảnh hưởng bởi thời tiết nữa. Thì như thế đó thì nó sẽ đảm bảo cái việc mà lúa chúng ta nó giàu gạo nó tốt hơn và đảm bảo về năng suất trong cái điều kiện rất là nhiều khó khăn như hiện nay. Thì về phía công ty Corteva của chúng tôi khuyến cáo anh Võ Thanh Hồ cũng như tất cả bà con nông dân là trong cái giai đoạn mà trổ đều đó thì chúng ta nên xử lý một cái cử, đó là cái sản phẩm Abroad với cái liều lượng là 300 ml trên 1 hecta. Và bà con nên lưu ý là Abroad nó sẽ quản lý tốt được cái bệnh lem lép hạt cũng như là bệnh dằn lá. Tuy nhiên do cái điều kiện thời tiết hiện nay là mưa nhiều và cái bệnh đôn của bông nó đang tấn công rất là nặng và khả năng là nó sẽ ảnh hưởng năng suất của bà con nông dân. Do đó đó, trong cái giai đoạn này bà con nên cộng thêm cái sản phẩm Bim cũng là của công ty Corteva chúng tôi, để Bim và Abroad nó cùng nhau nó quản lý tốt được các cái loại bệnh hại, mà đặc biệt là bệnh lên lép hạt và bệnh đôn của bông, giúp cho cái lúa chúng ta nó giàu gạo được tốt hơn, tránh cái bị ảnh hưởng bởi cái thời tiết trong giai đoạn này. Do đó thì anh Hồ và bà con cứ yên tâm, nếu mà chúng ta sử dụng được cái bộ đôi Bim 300 gram trên 1 hecta cộng với Abroad là 300 ml trên 1 hecta thì nó sẽ rất là an toàn và nó đảm bảo cái lúa chúng ta nó phát triển và nó dồi dào tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn anh Trần Quỳnh Long. Thì với hy vọng với những cái chia sẻ vừa rồi của anh cũng như là cái câu chuyện của anh Hồ á, thì sẽ giúp cho không chỉ riêng anh Hồ mà rất nhiều bà con chúng ta đang có lúa ở giai đoạn từ làm đồng tới trổ sẽ có những cái kinh nghiệm áp dụng thành công cho đồng ruộng của mình. Tiếp theo là chúng tôi sẽ kết nối với một cái câu chuyện nữa của một quý bà con, đó là anh Nguyễn Hoàng Chuẩn đến từ cũng huyện Tân Hiệp của Kiên Giang. Thì sau đây là mời quý bà con cũng như là quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình Thăm Đồng Corteva, chúng ta hãy nghe cái câu chuyện của anh Chuẩn như thế nào nha. Tôi là Nguyễn Hoàng Chuẩn, nông dân ở Tân Hiệp, Kiên Giang. Trước giờ tôi có sử dụng Bim Abroad Sibesina, sử dụng bằng bình tay cũng rất là đạt. Giờ cho hỏi công ty là giờ tôi muốn chuyển sang phun bằng máy bay, giờ hỏi Bim Abroad Sibesina, hỏi phun bằng máy bay có đạt hay là không. Xin trả lời dùm, cảm ơn. Xin cảm ơn cái phần câu hỏi của anh Chuẩn. Bà con thấy là cái câu hỏi của anh Chuẩn rất là thú vị. Kính thưa bà con nông dân, kính thưa anh Chuẩn, thì chúng ta thấy đối với cái công ty Corteva là một cái tập đoàn hàng đầu thế giới về ngành bảo vệ thực vật, và khi mà chúng tôi sản xuất ra một cái thuốc bảo vệ thực vật thì chúng tôi áp dụng một cái công nghệ rất là tiên tiến vào đó, nên cái hạt thuốc nó rất là mạnh, cái vi hạt nó rất là mạnh. Để bà con nông dân, cái thứ nhất là chúng ta khi mà phun đó, cái tốc độ nó thẩm thấu qua bên cái tế bào lá lúa nó cũng rất là nhanh, để nó quản lý tốt được cái bệnh khi mà chúng ta phun, và nó cũng hạn chế được cái việc này, mưa rửa trôi hay là tình trạng quang phân của ánh sáng mặt trời. Và chúng tôi đã áp dụng được trên nhiều cái cánh đồng và trên nhiều cái mô hình, và cho cái kết quả là khi mà chúng ta sử dụng phun máy bay hay là chúng ta phun bằng bình máy như hiện nay bà con hay sử dụng thì kết quả nó vẫn như nhau. Chỉ cần bà con nên lưu ý là chúng ta phun sớm đúng cái liều lượng, đúng cái nồng độ và đúng cái liều lượng trên một đơn vị diện tích. Ví dụ như là cái Bim là 300 gram trên 1 hecta, Abroad là 300 ml trên 1 hecta, và cái Besina là 250 ml trên 1 hecta. Thì chỉ cần đúng cái liều lượng như thế
thì bà con phun bằng bình máy hay là phun bằng drone, phun bằng máy bay nó đều cho kết quả như nhau. Cảm ơn anh Chuẩn đã tin tưởng các cái sản phẩm của công ty Corteva chúng tôi trong thời gian qua, và với cái đoàn hàng đầu thế giới thì công ty Corteva chúng tôi luôn đáp ứng cho bà con nông dân những cái giải pháp mà nó mang lại hiệu quả cao nhất và nó có cái tính ổn định lâu dài. Dạ, xin cảm ơn anh Trần Quỳnh Long đã có những chia sẻ thực sự là hữu ích đối với cái câu chuyện của anh Chuẩn, cũng như là cho quý vị khán giả và quý bà con đang theo dõi chương trình Thăm Đồng Corteva. Thì chương trình Thăm Đồng cùng Corteva ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại tại đây. Bất cứ một cái ý kiến chia sẻ nào cũng như là những cái câu chuyện nào mà bà con muốn chia sẻ với chúng tôi thì xin mời quý bà con hãy liên hệ với các anh em của Corteva ở tại địa bàn, cũng như là các cái kênh truyền thông của chúng tôi, như là trên fanpage của Corteva cũng như là kênh Zalo của Corteva, để mà bà con gửi những cái câu chuyện hay, những cái chia sẻ của mình khi mà áp dụng thành công cái sản phẩm, hoặc là những ý kiến thắc mắc, những cái mà khó khăn về đồng ruộng của bà con mà chúng ta muốn chia sẻ với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ giải đáp trong những cái kỳ số sắp tới, để mà làm sao bà con chúng ta sẽ canh tác trên đồng ruộng của mình ngày càng hiệu quả hơn, mang đến cho bà con được cái năng suất cũng như là cái chất lượng hạt lúa ngày càng tốt hơn. Thì chương trình Thăm Đồng cùng Corteva ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn kỹ sư Trần Quỳnh Long là trưởng vùng của Corteva tại Kiên Giang đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì kính chào quý bà con và hẹn gặp lại bà con trong số tiếp theo. Xin trân trọng kính chào. Bersina chặn gói dẫn đầu về hiệu quả phòng trừ rầy trên lúa. Phun Bersina gói giai đoạn làm đồng 35 đến 45 ngày sau xạ sẽ kiểm soát rầy hiệu quả với ưu thế vượt trội. Rầy bắt đầu chết sau 30 phút, diệt tốt các tủy rầy, kể cả rầy kháng thuốc, hiệu lực kéo dài đến 21 ngày sau phun, an toàn với môi trường và tiên địch. Bà con chỉ cần quét mã QR code trên gói sẽ an tâm sử dụng hàng chính hiệu của Corteva do tập đoàn Lộc Trời phân phối. Bersina 106 SC dạng gói dẫn đầu hiệu quả an tâm.